đang theo dõi điểm tin bất động sản tuần của Rick Nguyễn được phát sóng vào 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 26 tháng 3 năm 2022 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022. Quý 1 năm 2022, GDP tăng 5,03%, lạm phát duy trì ở mức thấp. Ma trận luật cản trở đà thăng tiến của thị trường bất động sản. Lộ chiêu trò biến tấu đất khiến hàng loạt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vướng lao lý. Kỳ quan bốn mùa tạo đà cho địa ốc Quảng Ninh thăng hạng. Khởi công cầu vượt biển nghìn tỷ tại thành phố Huế. Bê bết sai phạm tại các dự án công trình điện mặt trời, mái nhà. Rõ hơn cơ chế xây tuyến vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Quý 1 năm 2022, GDP tăng 5,03%, lạm phát duy trì ở mức thấp. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2022 tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn khá nhiều so với năm 2019, thời điểm chưa xuất hiện đại dịch Covid-19. Quý 1 năm 2019 tăng 6,85%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Vận chuyển hành khách giảm 23,6%, đơn chuyển hành khách giảm 15,8% và vận chuyển hàng hóa tăng 8,2%, đơn chuyển hàng hóa tăng 8,8%. Khách quốc tế đến nước ta đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1%. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa phục hồi mạnh mẽ. Tính chung quý 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ đô la, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 12,9%, nhập khẩu tăng 15,9%. Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị trên thế giới, cùng với đà phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia và trong nước, chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu quý 1 năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá nhà ở thuê tăng trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào và giá xăng dầu là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12 năm 2021. Tính chung quý 1, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%. Cũng trong quý 1, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 243,5 nghìn lao động, tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về số vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15 tháng 3 đạt 359,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán năm. Ma trận luật cản trở đà thăng tiến của thị trường bất động sản. Kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phát triển trở lại sau đại dịch Covid-19, nhưng hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản còn tồn tại một số điểm nghẽn cản bước phục hồi của thị trường. Nội dung này đã được chia sẻ tại hội nghị góp ý sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản do VNREA tổ chức sáng ngày 28 tháng 3 năm 2022. Nhìn lại câu chuyện về đất đai, nhiều chuyên gia cho rằng yếu tố quan trọng đóng vai trò chi phối các hoạt động của thị trường bất động sản là hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản. Do đó, cần hoàn chỉnh khung pháp lý để quản lý phát triển bất động sản đa công năng, chẳng hạn như việc phải sửa đổi đồng bộ giữa các luật như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản nói riêng và các luật chuyên ngành nói chung. Đây cũng là 3 dự án luật đang được xem xét lại theo hướng đảm bảo các nguyên tắc của thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, các luật liên quan đến thị trường bất động sản đang còn quá nhiều bất cập, gây khó khăn cho quá trình thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn khi xảy ra khiếu kiện. Theo thống kê, các luật tác động vào bất động sản có khoảng 12 luật, có liên quan thì có tới 60 luật. Nếu xét về thủ tục hành chính, thì một dự án đang tính toán theo VNREA phải có 36 con dấu một dự án mới hoàn thành. Thậm chí theo ý kiến của một luật sư thì có tới 120 con dấu nếu tính cả những quy định không chính thức. Có thể nói là thủ tục hành chính về bất động sản vô cùng phức tạp.
Các chuyên gia cho rằng việc sửa đổi luật cần phải theo hai hướng: tập trung xử lý chồng chéo, triệt tiêu các đường mờ, làm rõ các đường sáng, thúc đẩy các sản phẩm bất động sản mới. Trong thực thi pháp luật phải đảm bảo linh hoạt, lan tỏa các mô hình điều hành chính sách tốt ở các địa phương. Tuy vậy, một số ý kiến khác cũng cho rằng hệ thống pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản đều khó khăn, nảy sinh các vấn đề cần phải giải quyết đối với các cấp chính quyền. Việc sửa đổi ba mũi giáp công này là cần thiết để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, thống nhất về chính sách, đơn giản thủ tục. Cần sửa đổi triệt tiêu xung đột, đảm bảo nhất quán trong các luật, nhưng trong trường hợp chưa làm được thì cần phát huy vai trò của Quốc hội về giải thích pháp luật. Ủy ban Quốc hội ban hành hướng dẫn đơn giản để toàn dân hiểu được. Chính phủ cũng cần ban hành văn bản hướng dẫn thực thi các luật để tránh mỗi nơi một kiểu khác nhau. Từ đó, trong quá trình thực thi, dần sửa đổi luật. Bất động sản liên quan đến rất nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương. Do đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có thể đứng ra liệt kê và phân tích những đánh giá, kiến nghị, đề xuất để các cơ quan, chính phủ. Lộ chiêu trò biến tấu đất khiến loạt lãnh đạo ở Bắc Ninh vướng lao lý. Tự ý thu hồi đất ngoài dự án, chi sai số tiền bồi thường là những sai phạm khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo tại Từ Sơn, Bắc Ninh bị bắt giữ, kết án. Nâng giá bồi thường, thu hồi đất ngoài dự án, tự ý bán đất lấy tiền gửi lãi ngân hàng. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dịch vụ thôn Tam Lư, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên và tổ tác nghiệp phố Tam Lư đã tự ý nâng mức chi trả tiền bồi thường đất cho 15 hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án trên cao hơn gần 800 triệu đồng so với phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt. Ngoài ra, đã có 4.436 m² đất nông nghiệp của 25 hộ gia đình chưa có quyết định thu hồi, chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó có 2.549,8 m² đất nằm ngoài ranh giới, ngoài quy hoạch dự án nhưng vẫn được Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên và Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn cho phép chia lô, giao đất, bán cho các hộ dân. Cơ quan chức năng đã làm rõ tổng số tiền chi sai, bồi thường trái quy định tại dự án này là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài dự án trên, năm 2010, tổ tác nghiệp và lãnh đạo 3 khu phố Vĩnh Kiều 1, 2, 3 đã thống nhất bán đấu giá 29 lô đất tại dự án DCDV, Ông Đuống, phường Đồng Nguyên, thu hơn 97 tỷ đồng. Số tiền này cũng đã được gửi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân để lấy lãi. Tổng số tiền chi sai nguyên tắc trái quy định tại dự án này là hơn 6,3 tỷ đồng. Liên quan đến sai phạm của các dự án trên, ngày 20 tháng 1 năm 2022, Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên cùng các cán bộ địa chính, kế toán, tổ trưởng và một số thành viên tổ tác nghiệp phố Vĩnh Kiều và Tam Lư, 12 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 7 năm 6 tháng tù về các tội danh vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến dự án đất đấu giá dân cư dịch vụ tại phường Đồng Nguyên, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, ông Nguyễn Thế Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đất đấu giá 79 lô đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn từ năm 2015, thu hơn 54,2 tỷ đồng. Những sai phạm tại dự án này diễn ra tại thời điểm ông Nguyễn Thế Tuấn còn giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn. Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn bắt giam ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một nữ trưởng phòng của Sở. Ông Tuấn bị bắt do sai phạm khi làm lãnh đạo phòng quản lý giá và công sản của Sở Tài chính Bắc Ninh vừa được xác định là có vi phạm trong dự án đấu giá đất trên. Chiến lược điểm du lịch 4 mùa tạo đà cho địa ốc Quảng Ninh thăng hạng. Liên tục đổi mới đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, chiến lược phát triển điểm đến du lịch 4 mùa của tỉnh Quảng Ninh là đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Hạ Long bứt phá, mà hưởng lợi nhất chính là các nhà đầu tư kinh doanh tại tâm điểm hệ sinh thái du lịch Bãi Cháy. Hình mẫu thay đổi tư duy du lịch hướng tới Quảng Ninh điểm du lịch 4 mùa. Với 40 triệu lượt khách nội địa và 17,6 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022, du lịch Quảng Ninh đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, giờ là thời điểm vàng để khôi phục hoạt động du lịch sau 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch và Quảng Ninh đã được chọn là nơi ấn nút khởi công toàn ngành du lịch với sự kiện phát động mở lại hoạt động du lịch Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn vừa diễn ra tuần qua.
Sau thời gian đầu tư nâng tầm các trải nghiệm mới để trở thành điểm đến bốn mùa, Quảng Ninh đang được kỳ vọng là địa phương kích hoạt cho những sự kiện tầm cỡ, thu hút khách tới miền di sản, khôi phục lại ngôi vương trên thị trường du lịch miền Bắc. Khát vọng thay đổi của du lịch Quảng Ninh rất mạnh và đang làm rất tốt. Quảng Ninh là đất lành không chỉ trải thảm mà còn trải lòng đón doanh nghiệp đến đầu tư, có cách tiếp cận táo bạo, đi đầu cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để góp sức đưa Quảng Ninh trở thành hình mẫu cho sự phát triển du lịch tại Việt Nam. Khởi công cầu vượt biển nghìn tỷ tại thành phố Huế. Ngày 26 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, thành phố Huế. Lễ khởi công diễn ra tại xã Hải Dương, thành phố Huế với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình khi hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường du lịch ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thúc đẩy hình thành các đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tại các xã ven biển. Dự án đường bộ ven biển và qua cầu cửa biển Thuận An, thành phố Huế được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có trị giá đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến năm 2026. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi lễ. Đây là công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Công trình sau khi hoàn thành tạo kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc Nam và tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung. Đồng thời, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân mỗi mùa mưa bão. Dự án còn thúc đẩy, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến Huế để đầu tư xây dựng, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort, du lịch nghỉ dưỡng. Bê bết sai phạm tại các dự án công trình điện mặt trời mái nhà. Chưa hoàn thành thủ tục đất đai, chưa có giấy phép xây dựng vẫn đưa vào vận hành thương mại. Theo Bộ Công Thương, căn cứ vào biên bản làm việc của đoàn kiểm tra tại những dự án điện mặt trời mái nhà, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh chưa quản lý, theo dõi kiểm tra kịp thời hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại các địa phương theo thẩm quyền. Cụ thể, một số hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái của công trình, dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa có giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên các mái trang trại nông nghiệp, trồng trọt hoặc chăn nuôi đã đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhưng hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai của các trang trại nông nghiệp này chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cho rằng có dấu hiệu lợi dụng chủ trương, chính sách về đầu tư, ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi xảy ra tại một số doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao công an điều tra, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công ty này. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Rõ cơ chế xây tuyến vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Nhiều cơ chế độc thù để phát huy dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 4 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bổ sung. Theo thông tin của báo Đầu tư, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký tờ trình số 47 TTR UBND vừa gửi Chính phủ về việc thẩm định nội dung cập nhật, bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4. Đây là lần thứ tư Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4, một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để có thể trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đường vành đai 4 có chiều dài 112,8 km, gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối cao tốc theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị thực hiện phân kỳ đầu tư, trong đó đầu tư trước phần đường cao tốc quy mô 4 làn xe, rộng 17m đối với phần đường và 17,5m đối với phần cầu. Tuyến đường có vận tốc khai thác 80 km/h này sẽ chủ yếu đi trên cao, ngoại trừ 37,43 km có nhu cầu liên kết ngang và phát triển quỹ đất hai bên không cao sẽ đi thấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề xuất đầu tư ngay hệ thống đường song hành hai bên với quy mô 2 làn xe một bên, bề rộng nền đường 12m. Chương trình Điểm tin bất động sản của Rick Nguyễn tuần này xin phép được khép lại.
Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng của Rick Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.